Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân. Đến với chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc trở lại với nhà trọng tài Nguyễn Văn Toàn, gọi là ông Toàn FIFA. À, hiện nay thì ông Toàn đang sinh sống tại Houston, à, là một trong những correspondent của bản tin Hoa Tình Đốn về vấn đề thể thao, cũng như có những vấn đề lịch sử của túc cầu hay là có những vấn đề liên quan tới à, sinh hoạt thể thao ở trong vùng thủ đô Hoa Tình Đốn ngày xưa. Hiện nay thì ông Toàn đang có mặt tại Washington DC, kính thưa quý vị. Ông Toàn có mặt tại Washington DC lý do là ông Toàn đi một cái chuyến đi thăm gia đình ở thủ đô Hoa Thành Đốn nhưng mà chẳng may cái cơn bão Harvey nó đã làm cho ông dừng chân ở đây lâu ngày hơn và đây là cái cơ hội rất tốt để chúng tôi à, tiếp xúc với ông Toàn cũng nhân cái ngày ông Toàn lên trên này thì cũng là cái dịp mà kỷ niệm ngày kỳ dỗ của ông Huyền Vũ do đó nên cuộc tiếp xúc sau đây của chúng tôi là để nhằm tìm hiểu về những cái mối thân quen liên lạc của ông Nguyễn Văn Toàn với ông Huyền Vũ và một số thân hữu vùng thủ đô Hoa Thành Đốn với ông Huyền Vũ và để chúng ta nhớ lại một cái nhân tài ngày nào đó của nền thể thao gia Việt Nam. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với ông Nguyễn Văn Toàn. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi. À, trước hết xin kính chào ông Toàn. À, chúng tôi kính chào anh Dân và đồng thời không quên gửi lời kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài SBTN tiếng nói Washington DC. Kính thưa ông thì được biết là bão nó cũng vẫn còn đang, mưa cũng vẫn còn đang ở tại Houston, Texas. Cái nhà của ông hiện nay như thế nào vậy thưa ông? Yeah, cảm ơn lời hỏi thăm chân thành của anh Võ Thành Nhân. À, cũng rất may mắn là gia đình chúng tôi ở một nơi khá cao ráo. Do đó chúng tôi không có bị ngập nước, nhưng mà nhà thì cũng được là an toàn. Tuy nhiên một vài cái cây kiển thì nó cũng bị nghiêng ngã. Dạ, yeah, cảm ơn các anh Nhân đã hỏi thật. Yeah. Yeah. À, kính thưa quý vị, chúng tôi được biết rằng vào thứ sáu vừa rồi đó cũng là cái ngày kỷ dỗ mà ông Quyền Vũ mất năm 2005 thì đến nay cũng gần như là 11 12 năm, 12 năm vừa qua rồi. Yeah. Nhưng mà à, những cái người ở vùng Hoa Tình Đốn, đặc biệt ông Nguyễn Văn Toàn cũng có rất là nhiều kỷ niệm với ông Quyền Vũ. Thì nhân cái ngày kỳ dỗ của nhà thể thao gia Quyền Vũ thì ông có thể à, nhắc lại một cái thời vàng son của cái nền túc cầu Việt Nam hoặc là những cái nét độc đáo về cuộc đời của một cái nhà thể thao gia mà chúng ta gọi là quyền vũ vậy thưa ông? Dạ. chúng tôi nghĩ đây là một cái dịp mà anh Võ Thành Nhân đã gợi lại cho chúng tôi tất cả những cái kỷ niệm thành tích túc cầu Việt Nam Cộng Hòa. Trong đó nói về cá nhân thì ký giả Huyền Vũ là một ký giả được mệnh danh là ký giả Lão Thành. À, là một người tù thuộc túc cầu, độc nhất vô nhị. Tức là cho tới ngày giờ này. Cũng không ai thay thế dạ, được. Dạ, không, không ai thay thế được. À, vì chúng ta nói đến ông Nguyễn Vũ, thì những thập niên và những uh, cái thời gian, cái thời hiệu mà nền túc cầu Việt Nam Cộng Hòa nó phát triển và nó hùng cứ ở Đông Nam Á nói riêng và có những cái thành tích ở trên cầu trường quốc tế nói chung. Thì là ký giả Huyền Vũ là một người ở bên này được kể là legend Mà một người mà... Legend đó Dạ vâng, đó Thành ra uh, chúng tôi cũng nhân cái dịp này Thì cũng uh, được anh Võ Thành Dân gợi ý Để cho chúng tôi khơi lại những kỷ niệm xa xưa Và trong đó chúng ta không thể nào quên được ký giả Huyền Vũ nói riêng Mà cái nền túc cầu Việt Nam Cộng Hòa nói chung Đó Thì uh, chúng tôi với gia đình đại gia đình ông huyền vũ là có một cái mật thiết vô cùng là từ cái ngày mà ở việt nam những cái lúc mà kỷ niệm nhiều nhất của chúng tôi là khi mà hội tuyển việt nam thành lập cái hội tuyển thiếu niên rồi mới hội tuyển thanh niên rồi mới đến là, là hội tuyển quốc gia thì chúng tôi cũng luôn luôn sát cánh với ông huyền vũ rồi cho đến ngày định cư ở Mỹ năm 1975, hồi tháng 9 thì chúng tôi lại là tá túc ngay trong gia đình ông Huyền Vũ ở Newport News, Virginia. Yeah, đó, yeah. thì à, vừa rồi cái ngày thứ sáu vừa rồi là cái dỗ của ông Huyền Vũ à, kỳ thứ 12. khi ông về Huyền Vũ qua đời ở Newport News thì thọ được tám mươi chín tuổi yeah. thì bây giờ mà nói đến ông huyền vũ thì chúng tôi lại còn có cái liên hệ với người con áp úc là một uh, thủ, thủ môn, môn. Yeah, dạ. thủ môn quốc tế và uh, thủ môn quốc tế mà là những người sau cùng của một trong hai ba thủ môn mà đã đứng trong hội tuyển quốc gia và đã đi uh, trình diễn các nơi đông nam á nói riêng và đi các cái vùng uh, khắp đất nước mà đã lưu danh lại và gây được những thành tích tốt đẹp trong đó là Nguyễn Quốc Bảo là yeah. người đóng góp cho nền túc cầu cũng rất nhiều. Yeah. Yeah. Yeah, xin cảm ơn ông. Yeah. À, kính thưa quý vị chúng tôi cũng được biết rằng là khi mà chúng ta nói tới nhà thể thao gia quyền Vũ thì chúng ta cũng phải nói một cái gương sự thật thì hồi nhỏ ông Quyền Vũ không có may mắn được đi học giống như những người khác do đó nên cái học đối với chúng ta rất là quan trọng khi định cư tại Hoa Kỳ thì ông ta quyết định đi học bắt đầu từ đầu từ năm những ngày tháng đầu tiên tới định cư tại Hoa Kỳ thì cuối cùng năm 1000 năm mà ông ta 60 tuổi thì ông ta tốt nghiệp cử nhân về chính trị học. Cái đó là một cái gương rất là sáng mà chúng tôi nghĩ rằng cái gương đó là không riêng của gia đình của Quyền Vũ mà cái gương của người tị nạn Việt Nam của chúng ta, những người thật sự hiếu học. Cho đến nên khi mà ông Quyền Vũ mất thì chúng tôi có dịp để có những cái bài viết hay là làm những cái chương trình để nhớ về ông thì luôn luôn đó là cái điều mà căn bản mà chúng tôi nhớ. Nhưng mà khi nói tới Quyền Vũ cái thời của quyền vũ á, là cái người tạo ra cái tờ báo nguồn sống vâng. nhưng mà cùng thời với ông có rất là nhiều những nhà gọi là cũng tường thuộc về thể thao những người vâng. đàn anh trong thời đó thì ông nguyễn hoàn toàn có còn nhớ những ai mà cùng thời với ông quyền vũ không dạ vâng thế? chúng tôi nhân đây anh nhân gợi ý lại thì chúng tôi cũng phải đề cập tất cả những người mà chuyên trách về thể thao mà nổi tiếng thì trước nhất là có ký giả lão thành thiệu võ ông thiệu võ dạ. dạ rồi tới ông Thanh Đạm dạ. là một người vào tuổi trung niên vào thời đó thì là anh Nguyễn An Ca già dạ trẻ dạ. Dạ. thì sau này anh định cư ở bên Bỉ, uh, dạ, ở bên uh, Brussels. Dạ. 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 Thế thì nói về ấy thì ông Huyền Vũ lại là được mang danh là nhà báo nói dạ đúng là vì rồi. trong số 4 ký giả mà chúng tôi vừa đề cập đó thì chỉ có duy nhất là ông Huỳnh Vũ đã từng giữ tiếng nói khi đó ông ấy đồng hóa với cấp bậc là đại úy yeah. tại cái đài quân đội thì hàng đêm vào những đêm thứ hai thì có những cái bài bình luận về thể thao mà đặc nặng nhất là bóng tròn dạ yeah. đó thì chúng tôi vừa mới kể lại lập lại là ký giả thiệu võ sau này cũng ra nước ngoài thì mất Yeah. Rồi anh Nguyễn An Ca cũng mất tại Brussels Ông Huyền Vũ thì mất tại đây Tại yeah. Virginia ở Newport News yeah. Thế thì chúng tôi muốn nói là Nhà báo nói là cái đó là được Tất cả các giới ký giả Và trong cái giới mà báo chí Được coi như ông Huyền Vũ là Ký giả nói là vì vậy Ngoài ra chủ trương và chủ nhiệm Cái tờ nguồn sống thì cái tờ nguồn sống là được kéo dài cho đến lúc mà mình bị bức tử Việt Nam và Cộng hòa bị bức tử năm 1975, thì dạ, 1975 dạ, 1975 dạ, xin được cảm ơn dạ. ông dạ. À, Kính thưa vừa rồi là phần 1 của chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi và ông Nguyễn Văn Toàn à, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi vào phần 2